Dự án khu đô thị Bắc Hà Thanh Quy Nhơn có đáng đầu tư không? Hai, Tân Phát mến chào đến quý anh chị và các bạn ạ. À. Hôm nay Tân Phát cùng quý anh chị và các bạn tìm hiểu về chủ đề dự án khu đô thị Bắc Hà Thanh Quy Nhơn có đáng để quý anh chị đầu tư. Thì như trước màn hình Tân Phát đang chia sẻ đến quý anh chị chính là vị trí của dự án khu đô thị Bắc Hà Thanh. Trước mắt là Tân Phát chia sẻ về vị trí nha vị trí của dự án này á là một mặt là giáp quốc lộ 19 ba mặt còn lại là giáp con sông Hà Thanh thì trước mắt là vừa vị trí là theo tấm phát đánh giá là vị trí này cực kỳ là đất địa và một trong những vị trí khá là hiếm hoi một vị trí đẹp hiếm hoi còn lại ngay ở quy nhân bình định nha thứ hai tăng phát muốn chia sẻ đến quý anh chị chính là quy mô và dự án dự án này á, là có tổng diện tích là 43,16 hecta có 1.422 sản phẩm trong đó là có 54 căn biệt thự là các đồn biệt thự này có diện tích là 216 mét vuông rộng 12 x 18 1046 căn nhà liền có thì các lô nhà liền cờ là có diện tích là 80 mét vuông rộng 5 nhân 16 có 328 kênh shop house là các nền shop house á, là có diện tích là 126 mét vuông rộng 7 nhân 18 và đây là một trong những dự án có quy mô khá là lớn nha anh chị quy mô đến 43,16 hecta luôn rồi cái thứ ba Tăng Phát muốn chia sẻ đến anh chị là cái dự án này thuộc chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát đạt nha. Vị trí thì như Tăng Phát chia sẻ lúc nãy là vị trí là thuộc ở quốc lộ 19, xã Phúc Thuận, huyện Tây Phước, tỉnh Bình Định. Một mặt thì giáp quốc lộ 19 và ba mặt còn lại là giáp con sông Hà Thanh. Đó, như đây chính là hình ảnh thật tớ mà Tâm Phát muốn chia sẻ đến quý anh chị và các bạn ngay tại dự án luôn nha. Thì hiện tại dự án này đang xong lắp mặt bằng làm đường xá, cống thoát nước, chuẩn bị trồng cây xanh và hiện tại đang xây dựng shop house luôn đấy anh chị nha. Cái thứ tư đó là một số cái tiện ích nổi bật tại dự án này nha. Thì các tiện ích nổi bật ví dụ như là công viên trung tâm thì công viên cung tâm này có như là cờ lốt hao, này công viên trúc khế sân thể thao đa năng sân tennis trẻ em khu vui chơi trẻ em hồ bơi hồ bơi trẻ em vườn uh, bbq đường dạo bộ ở cà phê ngoài trời công viên nội khu á là có quán trường uh, nhạc nước này vườn ánh sáng lối dạo khu vui chơi uh, trẻ em vườn cờ đồi có vui nhộn vườn uh, chuỗi lành công viên ven sông là có như là đường dạo bộ ven sông đường đạp xe chạy bộ quán trường nhạc nước lớn vườn thảo dược vườn cờ công viên trò chuyện khu business đồi chấm chấm bbq hệ thống trường học là gồm có hệ thống trường học cấp 1 và liên cấp thứ năm là một số cái tiện ích mọi khu cạnh dự án là phía trước là giáp đường quốc lộ 19, phía sau là giáp sông Hà Thanh Mắc Mỹ này, điều hòa khí hậu Mắc mế của anh em Thì từ dự án này anh chị có thể di chuyển tầm 10 phút đến 25 phút là anh chị có thể đến trường học này, bệnh viện, siêu thị, chợ, cán biến. Đến biển Quy Nhơn, đến sông bay Phục cát và anh chị có thể di chuyển đến các khu du lịch nổi tiếng ví dụ như là khu du lịch gần ráng tiên sa kỳ co yêu gió bãi biển trung lương bãi trứng Hồn khô chùa ông núi hay giang mai lê lên thì đó là một trong những vị trí chiến lược của dự án cũng như là quy mô cũng như là một số cái tiện ích nội khu nối bật tiện ích nội khu của dự án thì theo anh chị đánh giá thì dự án này có đáng để anh chị có thể đầu tư vào hay không à? Ha? thì quý anh chị nào mà đang quan tâm đến thông tin về dự án khu đô thị Bách Hà Thanh Quy Nhân này muốn tìm hiểu rõ hơn thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến Tấn Phát nha. Tấn Phát xin chân thành cảm ơn ạ.